vậy nha, ai nắng trước dơ chân. Cái gì vậy, đi dơ chân mình đi như ve là sao? Rồi, ôi trời ơi, anh này dơ mình mất té luôn rồi đây. Ca sĩ đẹp trai, chào khán giả có nào, 1, 2, 3, chào. Con tên gì? Dạ, em Minh Đức. Minh Đức mấy tuổi? Dạ, 7 tuổi. Bây giờ Minh Đức hát bài gì? Rồi, con đứng vô đây, con đứng vô đây. Minh Đức hát bài gì? Rồi, mấy tuổi rồi hát cháu lên ba. Rồi, cho bạn Minh Đức một tràng khởi tay. Rồi con cầm áo làm đẹp xe ra, áo làm đẹp ra, xe áo làm đẹp ra. À, quay một vòng tròn, hai ba quay. Èo. Quay vòng tròn là vậy nè con, hai ba quay. Èo. Vậy đó, một hai ba quay. Èo. Quay nửa vòng. Chào khán giả cái coi, chào. Con tên gì? Tên Trang Thảo Lê Anh. Mấy anh hát bài gì? Trên Trang Trường. À, trên Trang Trường, chúng em chơi giao thông đúng không? Rồi, xin chào. Ca sĩ tiếp theo là bạn nào? Giơ tay. Trời ơi con. Giơ tay vô cho em luôn. Chào khán giả coi. Con tên gì? Tên Lâm. Năm nay mấy tuổi? Năm tuổi. Đi học chưa? Rồi. Con học lớp mấy? Lớp 10. Học giỏi không? Dạ. Con biết làm toán không? Dạ. Giỏi gì kì. Bây giờ con hát bài gì? Em là có hả? Ủa bà cảnh anh trai hả? Rồi, đúng quá. Rồi, chúng ta một tràng bóng tay. 1, 2, 3. Tình nàng cửa ghé trong trần. Ngày ngày kêu ôm em bờ mẹ quên tâm. Một vai đáng con chia. Một vai đáng tình con chết. Ôm bây giờ học giỏi không? Dạ. Biết làm toán không? Bố tài. Trời. Học chung lớp với bạn đó. Bây giờ con hát bài gì? Con học giỏi. Con hát bài gì? Ba thương con. Vậy mà học giỏi vậy không? Cháu lên ba. Con còn bé bé.